Tôi xin đề cập đến một vấn đề, đấy là kiểm soát nhịp thở chủ động, mà tiếng viết tắt tiếng Anh đấy là ABC, tức là Active Breathing Control. Thì về cái phần nội dung thì cũng nêu qua một chút về tổng quan ung thư phổi và chẩn đoán, điều trị và đặc biệt là lĩnh vực điều trị xạ trị. Đó. Thế thì về mặt dịch tễ thì chúng ta thấy rằng là ung thư phổi thì nó đứng vào hàng thứ hai sau ung thư gan ở Việt Nam theo cái nguồn từ năm 2018. Thế và cái tỷ lệ mắc mà theo chuẩn theo tuổi ở cả hai giới thì chúng ta thấy rằng là ở nam là 35,4 trên 100.000 dân, còn ở nữ thì là 11,1 trên 100.000 dân. Và cái tỷ lệ mà mắc chuẩn theo tuổi cũng như là tỷ lệ chết trên thế giới trong top 10 bệnh ung thư thì chúng ta thấy là ung thư phổi nó chiếm 1,7 trên 100.000 dân ở nam và 19 trên 100.000 dân ở nữ. Đó. Thế và ở đây thì chúng ta thấy là hàng năm cái tỷ lệ mà mới mắc nó là 1.600 164.000, hơn 164.000, và cái tỷ lệ chết nó chiếm khoảng 114.000, gần 115.000. Thế thì để mà chẩn đoán ung thư phổi thì chúng ta cũng có cách cấp bước, tức là về chẩn đoán, về xác định. Thế thì riêng chẩn đoán xác định thì chúng ta cũng phải dựa vào chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng. Nói chung chẩn đoán lâm sàng đối với ung thư phổi thì các cái triệu chứng của nó rất là nghèo nàn. Tuy nhiên khi mà bệnh nó đã tiến triển ở cái giai đoạn muộn thì cũng rất là rõ ràng. Ví dụ những cái tổn thương trong lòng phế quản thì bệnh nhân có thể ho ra máu đấy. Hoặc là trong những trường hợp bệnh khối u lớn hoặc là có kèm theo xẹp phổi, tràn dịch bằng phổi, tràn dịch bằng tim, bệnh nhân có xuất hiện khó thở, hoặc là khối u xâm lấn thành ngực thì có thể bệnh nhân có biểu hiện của đau. Thế về cận lâm sàng thì chúng ta phải dựa vào chẩn đoán hình ảnh, đấy là phim X quang phổi cũng như là phim CT lồng ngực thì chúng ta có thể phát hiện thấy khối u rồi các cái tổn thương kèm theo u, ví dụ như là xẹp phổi, ví dụ tràn dịch bằng phổi, tràn dịch bằng tim, di căn hạch, rỗn phổi trung thất, vân vân. Thế và để trước khi điều trị thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải chẩn đoán giai đoạn, thì mình sẽ chụp MRI não xem có di căn não hay không, siêu âm ở bụng để kiểm tra xem có di căn hạch ở bụng hay là di căn gan hay không. Thế rồi thậm chí chụp PET, chụp SPECT để chúng ta xem có di căn xương hay không, và một cái kỹ thuật cao nữa đấy là PET CT để chúng ta phát hiện những cái di căn ở những cơ quan khác. Và trước khi điều trị thì cũng giống như các bệnh nhân ung thư nói chung thì chúng ta đều phải đánh giá bi lăng để trước khi đưa vào điều trị. Thì riêng đối với phổi là một cái tạng rất là đặc biệt, ngoài cái tổn thương ác tính là khối u ở phổi thì bệnh phổi có thể kèm theo những cái bệnh lành tính khác, ví dụ như là bệnh nhân bị hen phế quản, có thể bị viêm phế quản tắc nghẽn mãn tính, rồi những cái tổn thương tại phổi như xơ phổi hay là kén khí hoặc là giãn phế nang. Tất cả những cái tổn thương này nó cũng đều ảnh hưởng đến cái thái độ điều trị đối với bệnh nhân ung thư. À. Thì còn để chẩn đoán giai đoạn thì chúng ta cũng theo cái phiên bản TNM gọi ACCC phiên bản 8 của năm 2018. Thế thì để điều trị ung thư phổi thì cũng giống như các ung thư khác, điều trị ung thư là điều trị đa mô thức. Đối với phổi chúng ta có thể điều trị bằng phẫu thuật chúng ta có thể cắt hình trên nếu như tổn thương nhỏ dưới 3 cm ở khu vực ngoại vi. Thế cũng chúng ta có thể cắt thùy phổi, có thể cắt phân thùy phổi, có thậm chí có thể cắt cả một bên phổi. Thế còn đối với điều trị hóa chất thì chúng ta có thể hóa chất tân bổ trợ, hóa chất bổ trợ, hóa chất hóa xạ đồng thời, hóa chất toàn thân đối với trường hợp bệnh nhân ung thư ở giai đoạn muộn. Và điều trị toàn thân khác nữa chúng ta có thể có nội khoa, bởi vì bệnh nhân cũng có những cái bệnh nội khoa ở phổi kèm theo, có thể điều trị đích hoặc là điều trị miễn dịch. Thế về lĩnh vực xạ trị thì chúng ta cũng là một trong những các cái xạ trị cũng là một trong các cái hướng, các cái phương pháp chủ yếu chính để mà điều trị bệnh nhân ung thư. Về xạ thì chúng ta có hai loại, đấy là xạ ngoài và xạ trong. Đối với ung thư phổi thì chúng ta quan tâm đến cái xạ ngoài, ở đây thì có xạ 3 chiều, đấy là xạ theo hướng dẫn ảnh, rồi xạ thích ứng động, xạ điều biến liều, rồi xạ trị hình cung, đấy là IMIT hoặc VMAT, thậm chí là tomo, tức là xạ trị cắt lớp. Thì xạ trị đối với ung thư phổi thì chúng ta có thể ở giai đoạn sớm có thể xạ trị triệt căn, có thể xạ trị bổ trợ sau phẫu thuật, hoặc là kết hợp hóa xạ đồng thời đối với bệnh nhân giai đoạn 3, hoặc xạ trị triệu chứng, ví dụ bệnh nhân có cầm máu, có chảy máu chúng ta có thể xạ trị cầm máu. Bệnh nhân có đau do di căn có thể xạ trị giảm đau, chống chèn ép. Trong những cái trường hợp mà khối u có di căn hạch chèn ép tĩnh mạch chủ trên gây phù ở khoác thì chúng ta cũng có thể thi xạ chống chèn ép, hoặc là bệnh nhân có khó thở do chèn ép thì mình cũng có thể dùng xạ trị.
đây là cái quy trình để mà lập kế hoạch xạ trị. Thì trước tiên đưa một bệnh nhân vào để mà điều trị tiết xạ thì chúng ta phải đặt bệnh nhân ở cái tư thế mà chúng ta định điều trị ở cái tư thế nào, thì chúng ta sẽ phải đặt bệnh nhân ở cái tư thế đó và mình cố định bệnh nhân. Sau đó thì chúng ta thu nạp dữ liệu để mà đưa vào tính toán các cái thể tích bia bằng cách là chúng ta chụp mô phỏng, sau đó chuyển các hình ảnh mô phỏng này vào phòng lập kế hoạch điều trị. Thế sau đó thì chúng ta sẽ xác định các cái thể tích bia và tạo cái hình ảnh 3D, và cuối cùng là chúng ta tiến hành cái quá trình điều trị. Thì trước khi vào điều trị thì chúng ta cũng sẽ phải xác định cái mục tiêu về liều lượng, điều trị triệt căn hay là điều trị tạm thời, điều trị triệu chứng hay điều trị bổ trợ, thì chúng ta sẽ đưa ra là một cái tổng liều, và từ đây thì chúng ta sẽ có được thời gian điều trị, tổng số phân liều điều trị và các mức liều lượng của cơ quan nguy cấp, và chúng ta sẽ phải lựa chọn cái số lượng chùm tia bằng các cái kỹ thuật xạ trị khác nhau, có thể là 3D, có thể là IMIT, có thể là VMAT, và lựa chọn các cái góc chùm tia rồi giường nằm tia, và từ đó chúng ta lựa chọn cái kỹ thuật để lập kế hoạch. Thì có hai cái khía cạnh quan trọng nhất của cái xạ trị đồng dạng theo khối không gian 3 chiều của khối u, và cơ sở cho cái sự chính xác của cái sự đồng dạng theo không gian 3 chiều khối u là chúng ta cần phải đạt được sự thoải mái cho người bệnh và có thể tái lập được hàng ngày khi đến các cái buổi tia, và chúng ta giảm thiểu được cái chùm tia và giá cả phải hợp lý. Thế thì về chúng ta biết rằng là cơ thể con người thì nó là một cơ thể sống, trong khi chúng ta điều trị bệnh nhân, đang điều trị bệnh nhân đang nằm trên giường tia thì các cái hoạt động sống của cơ thể nó vẫn đang diễn ra, bệnh nhân vẫn đang hô hấp, đang thở, tim vẫn đang đập, mạch vẫn đang đập, và các cái quá trình bài tiết rồi nó vẫn tiếp tục diễn ra. Chính vì vậy cho nên là chúng ta cần phải cố định bệnh nhân thật tốt trong quá trình mà tia xạ. Thì chúng ta có các cái thiết bị cố định có thể dựa vào khung, thì có thể là xâm lấn hoặc không xâm lấn, hoặc là không cần phải dựa vào khung. Thì ở đây là các cái thiết bị cố định cho vùng đầu cổ. Đây là các cái thiết bị cố định cho vùng ngoài vùng đầu cổ. Đấy là chúng ta có cái thiết bị ép bụng để hạn chế cái sự di động của cơ hoành, và hệ thống cố định thân bằng các cái vec lóc. Và đây là một số các cái thiết bị để bệnh nhân cố định khi nằm trên bàn tia, và các cái thiết bị để ép bụng hạn chế di động của cơ hoành bằng một số các cái kích thước khác nhau tùy theo bệnh nhân béo hay gầy, bệnh nhân cao lớn hay là thấp nhỏ. À, đây là một số các cái thiết bị cố định thân đang thực hiện ở bệnh viện ca. Thế thì mặc dù chúng ta có những cái thiết bị để mà cố định bệnh nhân trong quá trình tia xạ, tuy nhiên thì những cái thiết bị này khi chúng ta đưa vào để cố định bệnh nhân thì cái độ chính xác của nó vẫn không phải là tuyệt đối, nó vẫn có những cái sai số nhất định theo các cái chiều trên dưới, chiều trước sau, chiều phải trái. Thế ở đây thì cái di động này thì có thể là tại cái cơ quan, nội tại cái cơ quan đó, nhưng cũng có thể là do cái thay đổi tư thế của người bệnh. Đấy. Thì cái sự dịch chuyển này nó có thể theo chiều trên dưới, chiều hai bên, tức là phải trái, và theo chiều thẳng đứng, nghĩa là trên chiều trước sau, rồi thậm chí là xoay vòng theo cuộn tròn, chiều xiên hay là trạch, hoặc là theo hình dạng, ví dụ như nó dẹp ra, nếu hoặc là nó phồng lên, hoặc là do mạch nó đập, vân vân. Thế và người ta cũng đã khảo sát ở một số các cơ quan trên cơ thể, thì trong đó có ví dụ như chẳng hạn như là tiền liệt tuyến hay là trực tràng, tử cung hay là bàng quang, cổ tử cung vân vân. Khi mà ví dụ như bàng quang khi đầy, khi vơi, hoặc là khi tư thế bệnh nhân thay đổi, khi nằm, khi ngồi, thì chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng khác nhau về các cái vị trí. Thế thì ở đây đặc biệt là đối với cái phổi thì nó cũng không phải là một ngoại lệ. Chúng ta nhìn cái hình ảnh của cây phế quản ở đây thì chúng ta thấy rằng là các cái nhánh phế quản này nó cũng thay đổi theo cái nhịp thở của người bệnh. Nó có thể theo không gian, thay đổi theo không gian 3 chiều. Ở những cái dấu hình màu đen thì chúng ta thấy là nó di động ít, từ 0 đến 5mm. Màu xanh dương thì nó từ 5 đến 10. Màu xanh lá cây là từ 10 đến 15. Và thậm chí màu đỏ là trên 15, tức là 1,5cm. Tức là cái biên độ di động của nó cũng tương đối đáng kể. Thế như vậy là ở trong lồng ngực thì chúng ta thấy là ngoài các cái cơ quan nguy cấp, đó là tim, đó là thực quản, đó là phổi lành, các mạch máu lớn đi từ tim ra,
thì di động của phổi, của phổi khi thở bình thường thì nó cũng sẽ làm cho khối u là một cái bia nó di động theo cái phổi, vì vì u nó nằm trong trong mô phổi. Thì dưới của phổi thì cái di động trung bình của nó là 1,8 cm, thì còn chiều theo chiều trên dưới và 1 cm theo chiều xuyên tâm. Và tuy nhiên thùy trên và thùy giữa thì nó di động ít hơn, bởi vì thùy dưới là nó liên quan đến cái cơ hoành đấy, ở trên ngực đấy là, đấy là phổi ở thùy dưới, và ở dưới vòng hoành đấy là gan. Thì một số tác giả nước ngoài người ta cũng đã làm những cái khảo sát, người ta đo cái độ di động của các cái thùy phổi, thùy trên, thùy giữa và thùy dưới theo các cái chiều trên dưới, trước sau phải trái, thì người ta thấy rằng là nó cũng có những cái sự thay đổi, cái sự di lệch tương đối lớn về 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 kích vị trí. Thế thì bây giờ để mà đảm bảo được một cái nguyên tắc trong xạ trị, tức là chúng ta sẽ đưa một cái liều tối đa là liều điều trị vào trong khối u và giảm thiểu cái liều vào cơ quan lành, đặc biệt là cái phổi lành xung quanh vùng rìa u và các cơ quan nguy cấp là tim, thực quản rồi tủy sống, thì người ta đưa ra các giải pháp. Ví dụ như đối với u, khối u thì chúng ta sẽ không cho khối u đó di động, hoặc thậm chí là chúng ta phải đi theo khối u và điều trị khi nó di động, đấy là kỹ thuật tumor tracking. Còn đối với bệnh nhân thì sẽ phải làm cho bệnh nhân ngừng thở một trong một khoảng thời gian nhất định, đấy nó là kỹ thuật hít sâu nín thở, và kiểm soát nhịp thở của bệnh nhân, đấy là kỹ thuật ABC mà lát nữa đây tôi sẽ trình bày chi tiết hơn. Đối với máy xạ trị thì nó cũng có một kỹ thuật là chúng ta chỉ bật máy xạ, bật tia xạ khi mà cái máy này nó nhìn thấy khối u. Giảm tối đa cái di động theo nhịp thở thì chúng ta có thể dùng kỹ thuật ép bụng, tức là đặt một cái thiết bị ép lên trên bụng để làm cho bệnh nhân không thở mạnh. Kể cả đối với nam là thở ngực, đối với nữ là thở bụng, thì nó đều liên quan đến cơ hoành. Chúng ta hạn chế cái di động của cơ hoành thì nó cũng đồng nghĩa với cái chuyện là hạn chế cái di động của khối u. Giảm tối đa di động do nhịp thở, giúp bệnh nhân hít sâu nín thở, hoặc là cố gắng giữ cho khối u ở vị trí có thể tái lập được giữa các cái lần xạ trị. Thế còn một kỹ thuật nữa đấy là respiratory gating, tức là kết hợp giữa ép bụng và máy đo chu kỳ thở. Đấy, chỉ cho phép phát tia tại một thời điểm thích hợp khi mà cái của cái chu kỳ thở, khi mà cái khối u nó lọt vào trong cái trường chiếu của xạ trị. Thế còn một cái kỹ thuật nữa đó là chúng ta di chuyển trùng tia theo cái sự di chuyển của khối u. Thì ở đây cái kỹ thuật kiểm soát nhịp thở của chúng ta nó nằm ở trong cái phần hạn chế sự di động của khối u bằng cách là chúng ta kiểm soát nhịp thở. Để kiểm soát có thể bằng kỹ thuật hít sâu rồi nín thở, chúng ta có thể đặt nội khí quản, và cái thứ ba đấy là kỹ thuật ABC, tức là kiểm soát nhịp thở chủ động. Thế thì chúng ta nhìn vào cái hình ảnh này, chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như chúng ta để cho bệnh nhân thở một cách tự do, không sử dụng kỹ thuật ABC, thì thấy rằng là cái khối u nó sẽ lên xuống theo nhịp thở của bệnh nhân rất là cái biên độ dao động rất là đáng kể. Và chính vì thế cái chùm tia nó mở rất là rộng theo chiều trên dưới, và như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phổi lành xung quanh khối u rất là nhiều, và sau này thì nó sẽ để lại cái độc tính trên phổi lành của bệnh nhân và ảnh hưởng đến thông khí phổi cũng chức năng hô hấp của bệnh nhân. Thế nhưng khi chúng ta sử dụng cái kỹ thuật gọi là kiểm soát nhịp thở chủ động, thì chúng ta thấy rằng là cái di động của cái khối u nó sẽ rất là ít, và như vậy là cái chùm tia của chúng ta nó nhỏ lại, hẹp lại, và chính thế cái vùng rìa phổi lành, vùng rìa khối u nó ít chịu ảnh hưởng của độc tính do xạ trị gây ra. Và đây chúng ta cũng thấy đối với những bệnh nhân điều trị ung thư vú chẳng hạn, thì chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta sử dụng cái kỹ thuật hít sâu nín thở thì cái chùm tia nó sẽ không ảnh hưởng đến phổi lành và tim nhiều, đặc biệt là những trường hợp bệnh nhân bị ung thư vú trái. À, đây là cái hình ảnh minh họa chúng ta thấy rất là rõ. Thế và như vậy thì bệnh nhân sẽ được hưởng lợi từ cái chuyện chúng ta sử dụng cái kỹ thuật hít sâu nín thở này đối với xạ trị vú chẳng hạn, thì cái liều xạ trị không cần thiết, cái độc tính của xạ trị lên thất trái, thế rồi lên động mạch chủ dưới và lên toàn bộ tim là rất là thấp nếu như chúng ta sử dụng cái kỹ thuật hít sâu nín thở. Thế như vậy, vậy thì cái kiểm soát nhịp thở chủ động là gì? Thì đầu tiên chúng ta phải nói đến là các cái thiết bị của cái kỹ thuật này. Nó gồm một cái dụng cụ dùng để đo dung tích phổi, để chúng ta chủ động tạm ngừng thở cho bệnh nhân tại một cái thời điểm đã được xác định trước trong cái chu kỳ thở của người bệnh. Và chúng ta có van, có một cái van để giữ cho chu kỳ thở tại một cái pha cụ thể của cái chu kỳ hô hấp. Và cái khoảng thời gian nín thở này nó khoảng từ 15 cho đến 30 giây. Và
thường thì là nó từ 15 đến 40 giây, còn trung bình từ 20 đến 30. Và nó thường được cố định tại một cái mức độ hít sâu đến thở khoảng độ 75% dung tích thở vào tối đa. Và trên thế giới thì người chúng ta cũng đã có cái kinh nghiệm nhiều nhất về cái xạ trị sử dụng cái kỹ thuật này trong xạ trị ung thư vú. Và cái di động nội tại của phổi thì cũng được giảm xuống rất là nhiều. Và cái sai số trung bình giữa các cái lần xạ trị lặp lại kỹ thuật này nó chỉ là 1,6mm. Thế thì khi đây là những cái thiết bị để chúng ta sử dụng trong cái kỹ thuật ABC. Đấy là bệnh nhân phải có một cái ống thở để ngậm vào miệng. Thứ hai là bệnh nhân phải có cái thiết bị cố định Vecloc. Và thứ ba là bệnh nhân phải có cái nút bấm, mà cái này là bệnh nhân sẽ tự sử dụng cái nút bấm này. Và cái cuối cùng là cái transducer, là một cái bộ biến đổi dùng để đo cái dung tích khí mà khi bệnh nhân hít vào thở ra tối đa. Đây là cái thiết bị ở trong phòng máy, chúng ta có thể nhìn thấy là cái hệ thống máy tính để kết nối với máy xạ trị. Khi mà bệnh nhân nín thở, hít sâu rồi nín thở thì máy sẽ phát tia trong cái chu kỳ bệnh nhân nín thở, và khi bệnh nhân hết khi thời gian phát tia thì bệnh nhân lại thở bình thường. Thì ở đây thì bệnh nhân có thể là trực tiếp nhìn thấy biểu đồ của cái nhịp thở của bệnh nhân ở trên màn hình máy tính, nhưng cũng có thể không cần nhìn trực tiếp mà bệnh nhân đeo một cái kính, và trên cái kính này thì bệnh nhân cũng có thể nhìn thấy cái biểu đồ nhịp thở của bệnh nhân như thế này, để họ chủ động cho cái vấn đề hợp tác với kỹ thuật viên khi vận hành máy phát tia. Đấy, chúng ta nhìn thấy là bệnh nhân đã được lắp đặt cái thiết bị ABC. Thứ nhất là có một cái kẹp vào mũi để cho bệnh nhân không thở bằng đường mũi. Thứ hai là bệnh nhân có cái ống ngậm ở miệng rất là kín, bệnh nhân thở hoàn toàn qua đường miệng. Thế và có một cái bộ biến đổi bên cạnh để đo cái dung tích khí thở vào, hít vào tối đa. Và đây là máy xạ trị Voza HD, là cái máy mà nó có một cái phần mềm có thể kết nối được với lại máy tính của cái hệ thống ABC để chúng ta phối hợp bệnh nhân nín thở và điều trị. Thế vì thì cách thức thực hiện cái kỹ thuật là như thế nào? Thì đây nó là một cái kỹ thuật của điều trị ung thư phổi hoặc là các cái khối u ở trong ổ bụng, chứ không riêng gì đối với ung thư phổi. Đối với người bác sĩ thì có một cái mối băn khoăn tiềm tàng, đó là cái sự di động của khối u. Thì khi mà bệnh nhân thở thì làm thế nào đấy để có một cách để giảm thiểu cái sự di động của khối u này, thì người ta đã nghĩ ra là cái kỹ thuật kiểm soát nhịp thở chủ động. Và kỹ thuật này là một công nghệ tiên tiến không xâm lấn, và nó giúp cho người bệnh nín thở tạm thời một cách phù hợp trong khi mà bệnh nhân đang nhận cái liều tia xạ. Và thiết bị này thì nó như lúc nãy tôi đã đề cập, nó gồm một ống thở, một cái kẹp mũi, một cái nút bấm và một cái hệ thống máy tính. Kỹ thuật viên xạ trị sẽ là cái người sẽ phải hướng dẫn cho bệnh nhân sử dụng cái thiết bị như này như nào cho nó đúng và nó hiệu quả. Thì quá trình thực hiện thì bệnh nhân sẽ thở qua ống thở. Ống thở này thì nó có hai cái răng, và bệnh nhân có thể ngậm vào cái răng đó, và kỹ thuật viên là yêu cầu bệnh nhân phải cắn chặt hai cái chiếc răng đó lại và mím chặt môi ở quanh cái ống thở, làm cho nào nó kín không khí ra vào một cách là tuyệt đối, chỉ qua cái gọi là thiết bị biến đổi thôi. Và bệnh nhân cố gắng thở ra bình thường qua ống thở, kẹp mũi để ngăn thở mũi, và hướng dẫn là bệnh nhân tập thở sâu vài lần. Và trong khi bệnh nhân đang tập thở trong buồng máy như vậy thì kỹ thuật viên người ta sẽ cài đặt các cái thông số trên máy tính để đánh dấu xem bệnh nhân thở sâu như thế nào và nín thở được bao nhiêu lâu. Và từ đấy thì người ta sẽ tính ra được là một cái chu kỳ phát tia thì nó sẽ mấy lần phải hít sâu nín thở như vậy, thông thường là khoảng 4 lần. Sau đó thì kỹ thuật viên là yêu cầu bệnh nhân hít sâu rồi ấn cái nút màu xanh lại và giữ nguyên như vậy. Thì khi giữ nguyên như vậy thì không khí sẽ không ra vào được, bệnh nhân sẽ nín thở. Và điều này thì cũng giúp cho là kỹ thuật viên người ta biết rằng là bệnh nhân đã nín thở. Thế và mỗi lần hít thở vào đạt một cái ngưỡng đã được thiết lập sẵn trên máy tính, lập trình sẵn trên máy tính như vậy, thì cái dụng cụ kiểm soát nhịp thở chủ động này ấy, nó sẽ được kích hoạt và nó tự giữ cho bệnh nhân, tức là nó ngăn không cho bệnh nhân thở ra. Đấy. Và chúng ta cũng phải sử dụng cái kỹ thuật ABC này ở trong phòng mô phỏng. Đấy, bởi vì hình ảnh của mô phỏng và cái vị trí của bệnh nhân, rồi cái hình ảnh của mô phỏng và cái lúc bệnh nhân điều trị ở buồng máy là hoàn toàn giống nhau. Nhưng đôi khi có những trường hợp bệnh nhân có thể vì một lý do nào đó mà không thể nín thở được, thì người ta cần phải thở ra. Đấy, đây là trường hợp cấp cứu chẳng hạn.
thì người ta có thể thở ra bất kể lúc nào bằng cách là người ta thả cái nút màu xanh kia ra, thì lúc đó là bệnh nhân lại thở như bình thường. Thế và có một số các cái điều khuyên bệnh nhân trước khi mà vào điều trị xạ trị mà sử dụng cái kỹ thuật này, đó là bệnh nhân sẽ phải học cách sử dụng cái nút màu xanh như thế nào. Thứ hai nữa là trong lúc bệnh nhân sử dụng thiết bị này thì phải ngậm chặt miệng và chỉ thở qua ống thở thôi. Đấy. Thứ hai nữa là bệnh nhân sẽ phải tập hít thở sâu thật lâu và một cách từ từ ở nhà trước khi bắt đầu điều trị. Có nghĩa là cái này bệnh nhân phải có sự làm quen với kỹ thuật này trước khi ở nhà. Rất nhiều lần khi nào thành thục rồi thì bệnh nhân mới bắt đầu bắt tay vào quá trình điều trị được, chứ không giống như các kỹ thuật khác. Thế như vậy là ABC nó là một kỹ thuật cùng với các kỹ thuật xạ trị hiện đại, ví dụ như là xạ trị điều biến liều, xạ trị điều biến liều hình cung, xạ trị hô dưới hướng dẫn ảnh, rồi xạ trị định vị thân. Đấy, thì và các cái thiết bị cố định khác đấy, thì cái hạn chế cũng như là cái hạn chế di động bằng ép bụng đấy là cái abdominal pressure, tức là chúng ta dùng thiết bị ép bụng đấy, thì ABC đấy, hay là thiết bị kỹ thuật kiểm soát nhịp thở chủ động đấy, thì tức là chúng ta cố định một cách chủ động nhịp thở của bệnh nhân đấy. Và cái này nó mang lại một cái hiệu quả cao và giảm đáng kể cái vùng rìa của khối u, giúp chúng ta tiết kiệm được cái phổi lành xung quanh u, và từ đây nó giảm được cái độc tính đối với cái phổi lành. Tuy nhiên thì đây nó cũng là một cái kỹ thuật rất là phức tạp đấy, và nó bởi vì nó có cái sự phối hợp, có cái sự tham gia của người bệnh vào đây, chứ không phải chỉ có riêng kỹ thuật viên vận hành máy và bác sĩ. Thế cho nên là nó đòi hỏi người bệnh là phải hợp tác thật tốt, phải tập thở nhiều lần đấy. Và chính vì thế nó dẫn đến là nó mất thời gian, và khi chúng ta sử dụng cái thiết bị này thì bệnh nhân cũng phải mất cái chi phí để mua những cái thiết bị này, cho nên giá thành nó cũng cao. Thế thì đây là toàn bộ cái nội dung cái bài trình bày của tôi hôm nay về kỹ thuật ABC. Xin cảm ơn tất cả quý vị đồng nghiệp và các quý vị khán giả.